Rồi tiếp tục một con nữa các bạn, mình kéo tiếp nó nha. Ô con này quá to luôn. Rồi nó ra nhau luôn các bạn ơi. Rồi ra thêm một con trong bọc luôn, hai con luôn các bạn. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Tối nay thì mình đi thăm cái đàn heo con của mình. Mình đổ sữa, mình tập thêm, uống thêm cho nó buổi tối. Tại vì buổi chiều là nó đã uống hết rồi. Thì mình phát hiện con nái của mình nó đã ra một tí sữa rồi, nhưng tối nay nó vẫn chưa có đẻ. Ngày mai thì nó sẽ đẻ. Ngày mai mình sẽ tuyển một cộng sự mới. Thì các bạn đoán đó là cộng sự đó là ai? Hồi clip trước á, là cái cộng sự đó đã xuất hiện trong cái clip của mình rồi. Nhưng mà mình chưa có bật mí các bạn là ngày mai là ai sẽ xuất hiện trong cái clip của mình. Mình đỡ đẻ chung với mình. Ngày mai thì các bạn cùng đón với mình là con heo đó nó đẻ được bao nhiêu con. Thì ngày mai mình đón là được bao nhiêu con. Rồi cái cộng sự của mình đón được bao nhiêu con. Rồi các bạn đón bao nhiêu con. Các bạn cứ bình luận xuống đầu video đi. Rồi để cuối video là xem các bạn có đón đúng hay không nha. Rồi sau này thì các bạn nhìn cái bụng như vậy đó, các bạn đón heo của các bạn là nó sẽ tương đương là gần chính xác nha các bạn. Rồi các bạn thấy kênh của mình hay á, thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Ngày mai mình sẽ quay cho các bạn xem, các bạn nhớ đón xem hết clip của mình nha. Đây là cộng sự của mình nè các bạn. Bây giờ thì anh Trường sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra sữa của con heo trước khi nó sanh nha. Rồi, chào tất cả mọi người nha, mình là Trường. Thì hôm nay á, mình thấy con heo của mình có một số con đang có dấu hiệu đẻ mọi người. Thì mình sẽ kiểm tra cái dấu hiệu xem con heo nó khi nào đẻ nha. Và mọi người theo chân mình nha. Đầu tiên á, thì mình sẽ kiểm tra sữa của con heo nha mọi người. Đây mình thấy, mọi người thấy không ạ? Cái sữa của con heo nó uống thành tia rồi mọi người. Thì con heo á là nó lúc nãy á, là nó nằm sấp nha. Thì khi mà nằm sấp á thì thường con heo nó sẽ thâm rất là khó đẻ nha mọi người. Thì mình sẽ so bụng của con heo thế nè. Thì con heo tự động nó sẽ ngửa lại nha mọi người. Thì nó nằm như vậy nè. Thì cái tư thế con heo nó mới đẻ được nha. Và thông thường những con heo như thế này thì trong vòng khoảng nửa tiếng tới một tiếng là nó sẽ đẻ nha. Và khi mà mình sờ bụng, mình so bụng thì con heo nó nằm ngửa lên như thế này nè. Thì tư thế nó rất là dễ đẻ nha mọi người. Thì mọi người chờ xem nha. Và mọi người á, mình đón dự đoán con heo này là khoảng 18 con nha mọi người. Đẻ khoảng 18 con nha. Mọi người đón khoảng bao nhiêu thì mọi người bình luận dưới đầu video nha. Để xem thử mình đón có đúng không nha mọi người. Bây giờ mình quay cho các bạn xem con heo nó cắn ổ, nó cắn sắt, nó phá chuồng nè các bạn. Rồi mình quay cho các bạn xem ở dưới chỗ nó nằm sữa nó chảy nè. Vú nó chảy sữa luôn. Rồi một tí nữa thì nó đẻ thì mình quay cho các bạn xem thêm. Rồi lúc nãy là anh Trường đón con heo này sanh là 18 con nha các bạn. Thì bây giờ con heo mình nó đã dở nước ối rồi á, thì mình đón con heo này là nó khoảng 17 con. Rồi các bạn đón thử bao nhiêu con thì các bạn cứ bình luận xuống xem coi bạn nào đón đúng nhất nha. Thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nãy giờ các bạn là con heo của mình nó bể nước ối khoảng chừng 15 đến 20 phút rồi, nhưng mà nó gặn hoài mình không ra. Nó gặn hoài á, là không có ra. Và mình đưa cái ngón tay vô á, là mình kiểm tra là con heo nó ra gần tới đây rồi. Bây giờ thì mình sẽ đưa tay vô mình bóc con heo nó ra nha. Con heo này nó ra dòi chứ các bạn. Nó ra gần tới đây rồi nè. Mà nãy giờ mình thấy nó gặn rồi, mình không đợi nó mà nó không có ra. Nó tới đây cái giò nó bị co các bạn, nên nó không ra. Nó đưa thẳng ra một giò nó bị co trở lại. Đây cái con heo này con đầu tiên nè các bạn. Cái con đầu tiên này á, là mình tính để cho anh Trường đây đó Bạc Liêu đỡ đẻ. Nhưng mà cái con đầu tiên này nó ra bự quá các bạn, nó bị kẹt lại nên mình phải trực tiếp mình xử lý nha. Thì tới cái con thứ hai á, là mình để cho anh Trường xử lý xem coi là cộng sự của mình xử lý con heo thứ hai như thế nào nha các bạn. Cái con đầu tiên này á, các bạn ơi, là nó đẻ ra rất là to luôn. Các bạn nhìn xem nè, nó bự hơn cái tay mình đó. Hồi nãy nó đưa ra là nó đưa một cái giò ngay, một cái giò cong như nè. Nó tới xương chậu của nó nên nó dướng lại. Rồi mình phải tiếp nó nha. Và bây giờ mình buộc rún nha, mình cắt rún mình để vô sọt nhiệt ấm thôi. Nãy giờ các bạn là mình đợi khoảng 40 phút rồi, nhưng mà con heo thứ hai nó vẫn chưa ra. Nãy giờ nó gặn 4-5 cái rồi.
mình thấy nó ra nước ối và thấy nó gặn nhưng mà nó vẫn chưa ra, để mình đưa tay vô mình kiểm tra thử coi là con heo nó xuống tới đâu rồi để mình tiếp nó nha. Thì cái bầy này rất là bự luôn, mình đoán là 17 con nhưng mà không biết là nó có tới hay không. Thì các bạn đoán thử với mình xem là cái con này nó đẻ được bao nhiêu con nha. Cái con đầu tiên á là mình thấy nó đã to rồi đó, còn những con sau thì mình chưa biết nó như thế nào. Rồi để bây giờ để mình can thiệp mình xem con heo nó xuống tới đâu rồi. Để bây giờ mình đưa tay vô mình can thiệp con heo nha các bạn. Nãy giờ nó gặn mấy cái rồi mà không ra nha. Mình đợi nãy giờ khoảng 40 phút rồi. Bây giờ mình đưa tay vô mình can thiệp xem coi con heo nó đi tới đâu rồi. Đợi 40 phút mà nó gặn 4-5 cái rồi mà không có ra, mà khi chúng ta móc được một con rồi á thì chúng ta nên can thiệp một lần nữa xem coi con nó có xuống nữa hay chưa. Thường thường là nó xuống coi cái con kẹt có lại rồi thêm một con nữa. Thường thường đa số là như vậy các bạn, mình kiểm tra hai lần cho chắc. Rồi con này thì nó chưa xuống nha các bạn, chỉ mới có một con xuống thôi. Rồi ở đây nó mới vừa đẻ ra con thứ ba nè các bạn. Đây là cái con heo thứ ba nè. Heo này nó đẻ ra rất là to luôn nha. Để mình xem coi là nó đẻ được bao nhiêu con. Thì ở đây mình quay cho các bạn xem nè. Đây là được 3 con rồi nè. Đó, 3 con rồi nha. 3 con này là rất to luôn các bạn. Cái con thứ nhất là nó kẹt gần ra tới, rồi mình kéo nó ra. Con thứ hai là nó kẹt ở bên trong, mình móc nó ra nha. Con thứ ba là nó tự ra. Con thứ hai mình móc xong khoảng 5 phút là con thứ ba nó ụt ra các bạn. Rồi heo mình được 3 con rồi. Cái bụng đó nè các bạn. Rồi đây là con heo tiếp tục, con heo thứ tư ra nè các bạn. Nó gặn quá trời, quẩy đuôi quá trời luôn rồi nè. Rồi ra luôn nha. Con heo nhỏ. Đây mình tiếp nó nha các bạn. Nãy giờ các bạn, nãy giờ mà đẻ con thứ hai, thứ ba, thứ tư rồi mà chưa thấy anh Trường đâu hết trơn á. Tại vì anh Trường có bạn đột xuất nên anh Trường đi vô nhà tiếp khách rồi. Rồi để xem coi một tí là anh Trường có ra đây hay không. Nếu mà có ra thì mình sẽ cho anh Trường đỡ đẻ, để cho anh Trường trải nghiệm cái quá trình mà đỡ đẻ heo như thế nào. Sẵn đây á thì các bạn nhớ ghé kênh Đây Đó Bạc Liêu của anh Trường để ủng hộ cho anh Trường một lượt đăng ký, để anh Trường qua Tết này nè là anh Trường chuẩn bị đi có công tác này là đi nước ngoài 3 nước là Thái Lan, Campuchia và Malaysia. Rồi đi đến đó thì có những cái địa điểm mà du lịch nổi tiếng nào thì anh Trường sẽ quay cho các bạn xem, hoặc là ẩm thực về đêm là ẩm thực nhà hàng như thế nào, chỗ nào mà món ăn ngon và những nào địa điểm du lịch đẹp thì anh Trường quay cho các bạn xem để các bạn tham khảo. Sau này các bạn lại có dịp mà đi ngang á thì các bạn ghé để các bạn trải nghiệm thử xem như có giống như là anh Trường nói hay không. Thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip của mình trong thời gian qua. Đây là cái bầy heo của mình đẻ hôm nay đó là được 5 ngày các bạn. Cái con bò này nè nó rất là hung dữ luôn, nó giống như là con đầu đàn vậy đó, không con nào cắn lại nó hết trơn á. Mình thấy nó cắn lộn nhiều con rồi, nó cắn cái thứ là nó thắng hết. Mình có đăng cái video ngắn lên của mình đó cho các bạn xem, cái con bò này nó hung dữ lắm. Rồi mình quay lại những con heo đẻ của mình xem coi là nó có triệu chứng đẻ hay chưa nha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ quay tổng đàn nái này cho các bạn xem thử nha. Mình sẽ quay từ từ thôi. Thường ngày là mình quay rất là nhanh luôn. Các bạn xem thấy không có rõ toàn cảnh. Bây giờ mình sẽ xây toàn cảnh trong cái chuồng của mình để cho các bạn xem. Thì các bạn mới thì mình chưa có kinh nghiệm làm chuồng thì mình khuyên các bạn nên mua lồng giống như mình, chuồng ép rồi sàn đẻ luôn cho nó tiện. Nhiều khi là mình mới nuôi mình không biết làm, là nhiều khi mình tự làm còn mắc hơn mình mua mới nữa đó. Rồi tiếp theo là cái con thứ năm nó ra rồi nha các bạn. Nó ra mà nó chưa có đứt dây rúng với mẹ nó nè.
Thì bây giờ mình sẽ tiếp nó là mình bứt dây rúng của nó ra nha. Các bạn cứ bứt bình thường đi, không có vấn đề gì hết. Đó, bắt đầu mình đi chùi và mình buộc rúng, mình cắt rúng nó thôi. Rồi tiếp theo là con thứ 8 ra nha các bạn. Mình quay cận cảnh cho các bạn xem nè. Đó, nó ra tới đây mà nó không chịu gặn nữa. Mình tiếp nó nè. Đó, đây là con thứ 8 nha. Heo rất là to luôn các bạn. Ở bên đây là xanh một con nè. Mình quay cho các bạn xem thêm nè. Ở trong đây 7 con nữa nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con. Đó, tổng cộng là heo của mình được 8 con rồi nha. Rồi một tí nữa nó đẻ thì mình quay cho các bạn xem thêm. Các bạn thấy clip của mình hay á, thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn nha. Rồi con thứ 9 nó chuẩn bị ra nha các bạn. Để mình xem coi con thứ 9 này đực hay cái mà nó lì quá lì. Rồi để mình tiến sát lại, mình quay gần lại cho các bạn xem nè. Rồi ra luôn. Con thứ 9 này là mình thấy là cái nha các bạn. Con thứ 9 cái mà lì quá trời lì. Nãy giờ mình đợi hơn 30 phút rồi mà nó mới ra nè. Con heo này to nha các bạn. Rồi để mình chùi, mình buộc rúng cho nó nha. Bây giờ thì mình thả 9 con này ra cho nó bú trước nha các bạn. Đây 9 con trong sọp nè. Mình bắt ra mình cho nó bú trước đi. Mình thả 9 con này ra cho nó bú trước nè các bạn. Thì mình đợi một tí nữa xem còn con nào thì mình cho nó bú sau nha. 9 con này á là mình cho nó bú no xong đi, rồi mình bỏ nó vô sọt cho nó ngủ. Rồi những con nào mà xanh sao á là mình cũng cho nó bú no luôn. Rồi xong mình mới thả 9 con này ra chung luôn. Những bầy nhiều như heo các bạn 14 vú, mà heo các bạn xanh 18 con thì các bạn cũng làm giống như mình. Từ 9 đến 11 con các bạn cho nó bú một cử đi, cho nó no, rồi các bạn bỏ vô sọt cho nó ngủ đi. Rồi những con xanh sao á thì các bạn cho nó bú cũng no đi, rồi 9 con đầu tiên đó, rồi các bạn mới bỏ ra chung bầy luôn. Rồi sáng ngày hôm sau lại các bạn pha cám sữa, tập cho nó uống sữa amox giống như của mình vậy đó. Thì mình đảm bảo các bạn là ok nha. Heo không đủ vú nuôi cũng vẫn bình thường, không có vấn đề gì hết. Nuôi vẫn phát triển bình thường, không còi không gì hết. Các bạn cứ cho ăn theo cách của mình là sữa cộng amox và cộng cám tập ăn. Ăn như vậy heo nó sẽ lớn đều và nhanh lớn nha các bạn. Đây heo mình mới đẻ ra, con này là con thứ 10 nè các bạn. Nãy giờ mình đợi nó rất là lâu luôn, nãy giờ là hơn một tiếng rồi mà nó mới ra nè. Để mình bỏ con này qua một bên đi, rồi mình can thiệp xem coi là còn con nào nữa hay không nha. Đây, cầm bật qua đây. Để bên đây, ở bên đây đỡ trước một chút đi. Mình vừa mới kiểm tra xong các bạn, chưa thấy con nào xuống nữa hết nha. Chỉ có con này nó ra thôi. Đây, trong đây một con nè, ở ngoài này 9 con nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nó nằm ở dưới đó 1 con là 8 nè. Rồi đằng đó một con là 9 nha. Với bên đây một con là 10. Con heo mình nó chuẩn bị gặn nè các bạn, nhưng mà mình không biết là ra nhau hay ra con nữa. Trước tiên là mình thấy cọng dây rúng ra đó các bạn, nhưng mà không biết con hay là hay con các bạn ơi, con heo con. Rồi để mình kéo nó ra nè. Đó, con này là con thứ 11 nha các bạn. Mình thấy nó đưa cọng dây rúng ra, tính đâu là ra dây rúng không ra con. Mãi ngày nó ra con nha. Đây nè các bạn, con thứ 11 nè. Mình bỏ chung với con thứ 10 nha. Này là hai con này là mình cho bú sau nè. Mấy con này nó bú gần no rồi, một tí nữa mình cho vô sọt mình cho nó ngủ.
Rồi mình sẽ thả hai con này ra cho nó bú nha. Rồi mình sẽ thả hai con này và những con xanh sao á là thả ra cho nó bú, khi nào no thì mình sẽ thả chín con này ra chung với nó. Nó gặn tiếp tục, nó gặn nữa các bạn. Nhưng mà không biết là nó gặn ra con hay là nó gặn ra nhau đây. Rồi tiếp tục một con nữa các bạn, mình kéo tiếp nó nha. Ô con này quá to luôn. Rồi nó ra nhau luôn các bạn ơi. Rồi ra thêm một con trong bọc luôn, hai con luôn các bạn. Rồi mình đi xử lý mới được. Hai con nó mới vừa đẻ ra nè các bạn, nó đẻ ra hai con, nó đẻ ra một chùm nhau luôn nè. Để mình để chung với hai con trước luôn nha. Thôi mình tính đâu là nó ngợp, mình mới đẻ ra là mình thấy nó khẹt khẹt, nó dãy dãy rồi, mình tính đâu là nó ngợp nên mình xử lý gấp. Rồi bây giờ mình để hai con này vô chung với hai con trước nó. Heo này to các bạn. Tổng đàn của mình là được 13 con rồi các bạn ơi. Cái đàn ở ngoài bây giờ nó bú no rồi nè, bây giờ mình sẽ bắt vô sọt riêng. Rồi mình cho nó ngủ trong sọt đi, đợi cho con mẹ nó tạo sữa lại á, thì những con này nó khỏe mạnh thì mình sẽ để ra cho nó bú. Rồi đây nè các bạn, đây là 9 con mình đã nhốt vô sọt nè. Rồi các bạn so sánh mà 9 con mà mới sanh này với cái bầy mà 5 ngày tuổi xem sao các bạn. Trong sọt á là heo mới sanh nha, còn ở bên tay trái của mình á là heo 5 ngày tuổi. Đó các bạn so sánh hai bầy coi nó làm sao. Là heo mới sanh, các bạn nhìn đi, nó muốn to hơn heo 5 ngày tuổi luôn. Heo này đẻ rất là to nha. Rồi bây giờ mình đi xem con mẹ nó, thấy con mẹ nó gặn rồi thì mình kiểm tra coi là nó gặn ra con hay ra nhau. Rồi mình lại đây á, thì mình thấy chùm nhau, để mình lấy cái chùm nhau ra coi nó còn con hay không nha. Thôi mình kéo cái chùm nhau, có một con luôn các bạn, con ở trong bọc luôn nè. Đó, con này là con thứ 14 nha. Đó, mình kéo ra để cho nó thở. Con này là con thứ 14, để mình bứt dây rúng của nó. Rồi, đây là con thứ 14 nha. Rồi, để mình chùi, mình cho nó vô sọt ấm. Rồi, cái con vừa mới sanh là con thứ 14 nè các bạn. Trong đây là 5 con nè. Mình nhốt đằng sọt đằng kia là 9 con. Là tổng heo mình được 14 con. Để mình đợi một tí nữa coi nó còn được con nào hay không nha. Nó ra hai chùm nhau rồi là mình không biết là nó còn hay không nữa. Heo mình tiếp tục gặn nè các bạn, nhưng mà không biết là nó gặn ra cái gì đây. Ra nước nhiều quá các bạn ơi, chắc phải ra con rồi. Rồi rồi, thấy cái đầu bự ra con rồi. Rồi, đây là con thứ 15 nè các bạn. Cái con thứ 15 này á, nó hơi nhỏ, nó hơi ốm các bạn. Đó, nó bị lồi xương sống nè, nó hơi ốm. Rồi, trong đây là 6 con nha. Nó muốn gặn nữa nhưng mà mình không biết là nó ra cái gì đây nè. Đây nè, nó chuẩn bị gặn nè. Rồi nó tiếp tục gặn nữa các bạn ơi. Xem coi nó ra con hay là ra nhau nè. Rồi ra thêm một con nữa. Rồi để mình kéo ra. Ồ, văng trúng mặt hết trơn rồi. Rồi đây là con thứ 16 nè các bạn. Để mình qua mình chùi cho nó. Hay con thứ 16. Con thứ 16 rồi các bạn, nhưng mà chưa ra nhau thêm nha. Nãy nó ra hai chùm nhỏ rồi, bây giờ nó chưa ra thêm. Thì gán thêm một con nữa cho mình đón đúng là 17 con đi. Hồi đầu clip là mình đón 17 con nha, bây giờ được 16 con rồi. Gán thêm một con nữa thôi. Heo mình tiếp tục gặn theo con thứ 17 nè các bạn. Đó, mình tiếp nó nha. Nãy giờ là có mấy con là nằm trong bọc luôn rồi đó. Đó, con thứ 17 nha các bạn. Con heo con này, con thứ 17 ra nhau luôn các bạn ơi. Heo mình đến thời điểm hiện tại là được 17 con rồi các bạn. Trong sọt này 8 con nè. Đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó, trong sọt này 8 con. Và sọt đằng kia 9 con để mình quay cho các bạn xem luôn. Sọt đây các bạn đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Là 17 con. Còn bầy bên đây thì nó đang bú.
heo mình chuẩn bị gặm thêm nữa các bạn ơi, là chắc con 18 luôn rồi. Rồi tiếp tục ra một con nữa nè các bạn. Đây là con thứ 18 nha. Rồi hiện tại heo mình nó đã đẻ xong rồi các bạn. Thì video kế tiếp á, là mình sẽ hướng dẫn các bạn là dùng thuốc để điều trị con nái sau khi sanh, là kháng viêm cho nó để cho nước sau nó lên giống lại á, thì nó sẽ lên mạnh khỏe bình thường, không bị viêm, không bị vấn đề gì hết, là phối là đậu nha các bạn. Thì các bạn nhớ đón xem cái clip kế tiếp của mình. Mình sẽ hướng dẫn các bạn là điều trị heo nái, dùng thuốc gì, liệu trình làm sao để cho heo nái nó không bị viêm. Ví dụ như là những con viêm nhẹ thì mình sẽ dùng cái liệu trình và liều lượng thuốc bao nhiêu ngày. Rồi cái con viêm vừa và con viêm nặng, tùy theo mỗi con mà mình dùng cái liều lượng thuốc nó khác nhau, chứ không phải là con nào cũng dùng giống nhau các bạn. Nhiều con mà nó viêm nặng, rất là nặng luôn, nhiều khi là hai nước các bạn vẫn chưa phối được, nhưng mà các bạn cố tình phối á, là nó vẫn không đậu, nước sau nó vẫn viêm lại bình thường. Rồi các bạn làm cho nó viêm nhiều lần như vậy á, các bạn phối 2 đến 3 lần là nó sẽ bị hư con heo luôn, là đảm bảo các bạn là các bạn phối những lần sau là không bao giờ đậu nữa. Nên các bạn lưu ý về vấn đề này nha. Thì đầu năm mới thì mình chúc các bạn là chăn nuôi được thành công, năm nay được gặt hái được nhiều thành quả trong công việc chăn nuôi của mình. Thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip của mình. Các bạn thấy clip của mình hay á, thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Thì có cái gì mà mình hướng dẫn các bạn được á, thì mình sẽ tận tình, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, để các bạn mới vào nghề á, là các bạn nắm được những mà kiến thức cơ bản để các bạn tự điều trị, không cần mà kêu thú y để tốn tiền và nó tăng chi phí cho cái đàn heo của mình, để cái tiền đó nó dư ra để mình tăng cái sản lượng đàn của mình lên, để cho kinh tế của mình càng ngày càng phát triển nha. Rồi mình cuối clip thì mình xin chào tạm biệt các bạn nha. Đây là cái đàn heo của mình nè các bạn. Hồi cái đợt đầu là mình thả 9 con ra, mình cho nó bú rồi nó bú no xong mình bỏ vô sọt, rồi những con đẻ sau á là mình cho nó bú cử sau. Những con đẻ sau là cũng là 9 con, bầy này tổng cộng là 18 con. Thì bây giờ mình sẽ kiểm đếm lại heo xem là mình nói có đúng hay không, mình sẽ xác thực lại cho các bạn. Để mình nói mình không quay là các bạn không tin tưởng được. Rồi các bạn đếm với mình nha. 1 2 nè. 3 4 nè, 5 6 nè, 7 nè, 8 9 nè, 10 nè, 11 12 13 14 15 16 17 18. Cái con này là nó chạy từ đầu đẳng tới nè các bạn, là 18 con. Rồi kiểm đếm thêm một lần nữa nè. Để nó chạy tùm lum để các bạn đếm không kỹ nè. 1 2 nè. 3 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 11 12 13 14, 15, con nằm dưới là 16. Rồi hai con bên đây là 18 con. Rồi tổng cộng đàn heo của mình hôm nay là sanh được 18 con. Lúc mà nó sanh khoảng 9 đến 10 con các bạn, là cái bụng nó xẹp xẹp rồi. Mình định là bầy heo này chắc là 12, 13 con à, chứ không được nhiều đâu. Nhưng mà nó sanh là quá sức tưởng tượng luôn các bạn, là được 18 con. Là mình đoán là sai nha, anh Trường đoán 18 con là đúng. Các bạn thấy clip của mình hay á, thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình sẽ ra những cái clip mà heo đẻ tiếp theo để cho các bạn tham khảo, sau này các bạn có chăn nuôi á thì các bạn làm tư liệu để tham khảo nha. Rồi vài ngày nữa thì mình quay con heo này cho các bạn xem nè. Con heo này các bạn đón trước coi thử là bao nhiêu con. Con heo này là bụng to các bạn, rất là to luôn.